Nạp cho ta những đứa trẻ hàng năm để ta ăn thịt. Vậy mà năm nay các ngươi lại thay những đứa trẻ bằng những hình nộm thịt heo đó. Các ngươi dám xúc phạm ta à? Trẻ con ở thành phố của chúng tôi đã cúng cho ngày hết rồi. Chúng tôi không còn trẻ con nữa. Bắt đặt chị lắm. Chúng tôi mới làm như vậy. Sẽ để bỏ qua cho chúng tôi. Cấm mồm. Ta vừa đô hộ lũ chúng mày mới có vài năm. Chúng mày đông như vậy, làm sao mà có thể thiếu trẻ con được? Chúng mày giấu bọn chúng đúng không? Nếu không nộp ra cho ta xé xác ăn thịt, ta sẽ giết sạch loại camera chúng mày. Đừng bà. Chúng tôi không muốn đem bọn chúng ra để cho ngày xé xác đâu. Cầu xin hãy tha cho bọn tôi. Chết tiệt, đúng là lũ cứng đầu. Vậy thì chịu chết hết đi. Dừng lại, tình quái vật bá đầu kia. Hãy tha mạng cho những camera men ở đây đi. Hả? Khốn kiếp, kẻ nào to gan dám xen vào việc của ta? Cái quái quỷ gì thế này? Tên khổng lồ nào đây? Người muốn gì? Ta không muốn gì cả. Nhưng dẫu gì, ta cũng là một cameraman. Ta không thể nhìn thấy người tàn sát đồng loại của ta. Hay quá. Không thể tin được. Gì thế này? Một tay thành camera kỳ lạ. Thì cứu chúng ta. Hay quá. Chúng ta được thoát rồi. Cái gì? Thì ra ngươi là một tay tần camera à? Ngươi định giết ta phải không? Nếu vậy, chú tể và đồng loại quái vật ba đầu của ta sẽ sang bằng cả thế giới camera men này. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không xen vào chuyện của thế giới loại camera men đâu. Nhưng ta vẫn không muốn ngươi phải giết bọn họ ở đây. Nghe tới danh tiếng của loài quái vật ba đầu, ngươi bắt đầu run sợ rồi à? Nhưng ta sẽ không để cho ngươi thoát đâu. Ta sẽ giết luôn ngươi. Chết tiệt. Thứ khốn kiếp đi. Ngươi ép ta phải ra tay đó. Đúng là không biết tự lượng sức. Được rồi, tất cả các cameraman các ngươi quay trở về thế giới của mình đi. Mạnh quá. Ngày ấy mạnh quá. Nhưng rốt cuộc ngày lại có thể cho chúng tôi biết danh tính được không? À đúng rồi, thế giới cameraman của chúng tôi đang gặp nạn. Lũ quái vật này đã tấn công giết chết chú tể của chúng tôi, xâm chiếm cả lãnh thổ, ép chúng tôi làm nô lệ của bọn chúng. Hàng năm chúng tôi phải nộp những đứa nhỏ để cho bọn chúng ăn thịt, nhưng mà chúng tôi không thể. Đó là chuyện của các người. Thế giới cameraman và ta không liên quan gì tới nhau. Các người hãy tự giải quyết vấn đề của mình. Ta chỉ giúp các người ở đây là quá đủ rồi. Giờ ta phải có chuyện gấp, quay về nhà của ta. Đừng đi. Tại sao ngài lại vô tình đến như vậy? Dẫu gì ngài cũng là một tay tình cameraman mà. Ngài nhìn thấy đồng loại của ngài bị xé xác, những đứa em bé tội nghiệp camera baby bị ăn thịt hay sao? Nếu ngài không giải cứu thế giới loài cameraman, chúng tôi dần dần cũng sẽ bị tiệt vong mà thôi. Các người có biết chính thế giới cameraman của các người đã đối xử tàn nhẫn với ta như thế nào không? Được, ta sẽ kể cho các người biết tuổi thơ ta kinh hoàng ra sao. Từ nhỏ ta sinh ra đời đã không cha không mẹ. Ta phải lang thang khắp ngõ cùng ngóc ngách, móc từng thùng rác, bịch rác hôi thối để tìm kiếm thức ăn. Nhưng ta vẫn không hề oán hận, ta vẫn không hề trách cứ một ai. Cho đến một ngày, đột nhiên chúa tể tay tần cameraman của các người, hắn đã ban bố một sắc lệnh, đẩy những người già neo đơn, không nhà, không cửa, vô gia cư, những người lang thang như bọn ta ra khỏi thành phố của hắn, để thành phố của hắn càng ngày càng phát triển và không có vết nhơ. Nhận được lệnh, lũ cảnh sát cameraman bắt đầu triển khai. Bọn chúng dùng súng điện bắn vào cơ thể của ta. Ta rất đau đớn. Ta cố gắng bám trụ lại ở một góc ngách, nhưng bọn chúng quyết không tha cho ta. Ta điên máu lên, cũng đã tấn công và đáp trả lũ cảnh sát cameraman đó. Thật không may, ta vô tình giết chết một tên trong bọn chúng. Thế là ta từ một người vô gia cư trở thành một kẻ phạm tội. Đáng lẽ tội ta
rất nhẹ. Cùng lắm ta đã bị giam tù vài năm mà thôi. Nhưng thật không ngờ tên chúa tể của các người hắn. Cái gì? Tên cameraman vô gia cư này dám giết chết một cảnh sát cameraman này sao? Mẹ kiếp, vậy thì phải xử phạt hắn thật nặng cho ta. Đừng làm ơn tha cho tôi đi. Cũng tại ngày ban bố sắc lệnh cho thành phố này phát triển không dứt nhờ, đẩy những người vô gia cư không nhà không cửa chúng tôi đang nơi khác. Chúng tôi không ở thành phố này, chúng tôi làm sao có thể sống được? Khốn kiếp, ngươi còn chút lỗi lên đầu ta. Người đâu, mau đem tên này ra nhốt tù hắn vài chục năm cho ta. Chúa tể ơi, nhốt hắn làm gì cho chật mắt. Quay lại chúng ta phải tốn thức ăn, xử tử hắn đi cho nhanh gọn. Thật không ngờ tên chúa tể tay tên cameraman của các ngươi, hắn không những là kẻ độc tài khốn nạn mà hắn còn nghe lời những mụ vợ độc ác của hắn. Cuối cùng ta đã bị hành quyết, ta đã bị ném xuống một con sông sâu nhấn chìm cho ta chết đuối. Nhưng ta không ngờ cuộc đời không hề đơn giản. Ta tưởng đâu mạng sống của ta sẽ kết thúc tại đây, thì bỗng dưng từ đấy xong xuất hiện một quỷ thủy thần. Kẻ nào lại ôm trong mình một mối hận thù lớn đến thế này, khiến cho ta phải thật giật giữa chân. Ngày ấy rất mạnh, rất khủng khiếp, rất to lớn. Ngày ấy dường như là vua của biển cả. Cũng nhờ ngày ấy ta giữ lại hơi thở cuối cùng. Ta đã kể tất cả cho ngày ấy nghe về cuộc đời của mình, Về sự căm phẫn, tức giận và mối hận thù thế giới cameraman của các ngươi. Cái gì? Ngươi đã trải qua những chuyện kinh hoàng như vậy à? Được rồi, ta cảm nhận lấy nỗi đau của ngươi. Kể từ nay, ta muốn ngươi trở thành thuộc hạ của ta, phục vụ dưới trướng của ta, làm những việc mà ta sai bảo. Cuối cùng, người đã cứu ta không ai khác chính là ngài ấy. Ngài ấy đã ban cho ta sức mạnh của nước, biến ta thành một thủy thần tay tịch cameraman. Kể từ đó, mặc dù ta ôm trong lòng mối hận thù với thế giới cameraman, nhưng thủy thần đã khuyên ta, nên ta quyết định không dính líu tới thế giới của các ngươi nữa. Ta chỉ tập trung nghe theo những gì mà thủy thần sai bảo. Ta tiêu diệt hàng loạt thủy quái, hàng loạt yêu tinh, muốn phá hoại những nguồn nước sạch sẽ mà do thủy thần thống trị. Chết tiệt, thứ khổ kiếp nào đây, dám xen vào công việc lắp cái hồ nước này của bọn ta. Bọn ta sẽ biến vùng đất này trở thành vùng đất sa mạc, lãnh thổ mới của bọn ta. Ngươi dám to gan à? Sau khi trở thành thủy thần tay tịch cameraman, ta không những trở nên khổng lồ mà sức mạnh của ta còn vô cùng khủng khiếp. Một mình ta có thể cân một lúc rất nhiều thủy quái yêu tinh để bảo vệ vô vàn hồ nước ngọt sạch sẽ cho muôn loài cùng tồn tại. Ta cảm thấy rất vui vẻ, ta cảm thấy rất sung sướng. Sau một khoảng thời gian ta sống trong thế giới của các ngươi, cuối cùng ta đã tìm được tự do. Thật là xin lỗi vì thế giới chúng tôi đã nhẫn tâm với ngài. Nhưng làm ơn đừng bỏ rơi chúng tôi cần ngài. Ta đã nói tất cả rồi mà các ngươi không hiểu hay sao? Mà quay về đi, ta sẽ không dính líu đến loại cameraman nữa đâu. Nếu là ta cầu xin cậu giúp bọn họ thì sao? Chủ nhân là ngài à? Nhưng mà hận thù chỉ làm cho con người ta càng ngày càng trở nên đau khổ. Hãy tha thứ và làm chuyện tốt sẽ giúp cậu thoải mái hơn nhiều. Thủy thần, tôi không thể giúp bọn họ. Mặc dù tôi cũng là một tay tình cameraman, nhưng tôi không thể nào quên mối hận xưa. Đặc biệt là chú tể của họ đã nhẫn tâm giết chết tôi, tại sao tôi phải giúp họ chứ? Đừng bỏ rơi chúng tôi mà. Tình chúa tể của chúng tôi, hắn đã bị quái vật ăn thịt giết chết rồi. Nếu ngài không giúp chúng tôi không còn ai giúp đỡ cả. Đây là chuyện riêng của cậu, ta sẽ không xen vào. Nhưng nên nhớ, ân báo báo, đến bao giờ mới kết thúc, cậu hãy tự quyết định đi. Chủ nhân,
Thôi được rồi, tôi sẽ đi giúp bọn họ một tay.